Bức thư thứ 17, con có hạt giống thành công trong tay. Ngày 29 tháng 5 năm 1926, John thân mến. Mới hôm qua, bố nhận được một lá thư từ một chàng trai quyết tâm trở thành một người giàu có. Trong thư anh ta cầu xin bố trả lời một câu hỏi. Cháu thiếu vốn thì nên khởi nghiệp và làm giàu như thế nào? Chúa ơi, anh ấy muốn bố chỉ ra hướng đi của cuộc đời anh ấy. Việc dạy dỗ người khác dường như không phải là chuyên môn của bố. Nhưng bố không thể từ chối tấm chân tình của anh ấy. Bố nhắn rằng, cháu cần vốn nhưng cháu cần có ý thức chung hơn. Ý thức chung quan trọng hơn tiền bạc. Đối với một đứa trẻ nghèo chuẩn bị khởi nghiệp, họ thường lo lắng về việc thiếu vốn. Nếu họ sợ hãi, họ sẽ chần chừ, đi chậm như con ốc sên, hoặc thậm chí dừng lại trên con đường thành công và không bao giờ vượt lên được. Vì vậy, bố đặc biệt nhắc nhở anh ta trong thư trả lời, để đi từ nghèo khó đến thịnh vượng một cách suôn sẻ, điều quan trọng là cháu phải vững tin rằng cháu là vốn liếng lớn nhất của chính mình. Cháu phải có niềm tin vào bản thân và hành động liên tục cho đến khi niềm tin thay thế cho sự nghi ngờ. Cháu phải biết rằng cháu sẽ đạt được những gì cháu tin tưởng. Niềm tin là sức mạnh đưa cháu về phía trước. Tất cả những ai mong muốn thành công nên nhận ra rằng những hạt giống của thành công được gieo bên trong mỗi người. Chỉ cần anh ấy nhận ra điều này, anh ấy có thể đạt được những điều mình muốn. Trong thư, bố đã kể cho người thanh niên nghe về một câu chuyện Ả Rập. Bố tin rằng câu chuyện này sẽ mang lại lợi ích cho những người khác và thậm chí là tất cả mọi người. Câu chuyện như thế này: ngày xưa có một người Ba Tư tên là Hafid sống cạnh sông Indus không xa. Anh đã có một vườn phong lan rộng lớn, hàng trăm mẫu ruộng và những khu vườn trù phú. Anh ấy là một người hạnh phúc và rất giàu. Bởi vì anh ấy rất giàu nên anh ấy rất mãn nguyện. Một hôm có một vị sư già đến thăm anh ta, ngồi bên lò sưởi và nói với Hafid rằng: anh giàu có, sinh sống yên lành, nhưng nếu có trong tay mỏ kim cương thì có thể mua được đất đai của cả một đất nước. Anh có thể dùng sức ảnh hưởng của khối tài sản khổng lồ này để đưa anh lên ngôi. Sau khi nghe những lời cám dỗ của vị sư già, Hafid đi ngủ và hôm đó anh ta trở thành một người nghèo. Không phải vì anh ta mất tất cả, mà vì anh ta bắt đầu mất đi sự biết ơn với cuộc sống, nên anh ta cảm thấy mình thật tội nghiệp. Và bởi vì anh ta nghĩ rằng mình nghèo, anh ta không hài lòng nghĩ rằng tôi muốn có một mỏ kim cương. Vì vậy, Hafid chằn trọc suốt đêm. Sáng sớm hôm sau, anh ta chạy đi tìm nhà sư. Lão sư mới sáng sớm đã bị đánh thức, trong lòng rất không vui. Nhưng Hafid hoàn toàn phớt lờ điều này. Anh ta nói với ông: ông có thể cho tôi biết tôi có thể tìm thấy kim cương ở đâu không? Kim cương? Anh muốn kim cương làm gì? Tôi muốn có khối tài sản khổng lồ, Hafid nói. Nhưng tôi không biết kim cương ở đâu. Ồ, lão sư hiểu ra và nói: ngươi chỉ cần đi tìm một dòng suối trong núi chảy ra cát trắng, liền có thể tìm được kim cương trong cát. Có thực sự có một con sông như vậy hay không? Có rất nhiều, rất nhiều. Chỉ cần đi ra ngoài tìm, anh sẽ tìm được. Tôi sẽ đi, Hafid nói. Vì vậy anh ta bán trang trại, thu hồi khoản vay và giao ngôi nhà cho hàng xóm chăm sóc, lên đường đi tìm kim cương. Đầu tiên, Hafid đến khu vực Monlai Mountain, sau đó đến Palatine, sau đó đến châu Âu. Cuối cùng anh ta tiêu hết tiền và trở nên vô giá trị. Anh ta đứng như một người ăn xin bên bờ biển Barcelona, Tây Ban Nha và nhìn thấy những con sóng lớn đánh vào bờ. Người đàn ông tội nghiệp và đau đớn này không thể chống lại sự tuyệt vọng. Anh ta nhảy và rơi xuống từ đỉnh cao. Không lâu sau cái chết của Hafid, người thừa kế của anh đã dắt con lạc đà đi uống nước trong vườn. Khi con lạc đà thò mũi vào làn nước trong như pha lê của khu vườn, người thừa kế thấy lấp lánh trên bãi cát trắng dưới đáy suối trong sáng kỳ lạ. Anh ta đưa tay xuống chạm vào một hòn đá đen và có một nơi sáng bóng phía trên đá có màu như cầu vồng. Anh ta mang viên đá kỳ lạ này vào phòng, đặt nó lên kệ sưởi và tiếp tục làm công việc của mình, hoàn toàn quên mất nó. Vài ngày sau, vị sư già nói với Hafid nơi tìm viên kim cương đã đến thăm người thừa kế của Hafid. Ông ta nhìn thấy ánh sáng từ phía viên đá và ngay lập tức chạy ra ngoài, ngạc nhiên hét lên: đây là một viên kim cương, đây là một viên kim cương. Hafid đã trở lại à? Không, ông ấy vẫn chưa về. Và đó không phải là một viên kim cương, nó chỉ là một viên đá. Tôi đã tìm thấy nó ở khu sân sau nhà mình. Thiếu gia, ngươi thật là giàu có. Ta đã nhìn thấy kim cương rồi, đây quả thật là kim cương. Thế là họ cùng nhau lao ra vườn, nơi có dòng suối chảy ra cát trắng. Người ta tìm thấy nhiều viên kim cương còn đẹp và quý hơn viên đầu tiên. Đây là cách người ta phát hiện ra mỏ kim cương Golconda ở Ấn Độ. Đây là mỏ kim cương lớn nhất trong lịch sử nhân loại và giá trị của nó vượt xa Kimberley của Nam Phi. Viên kim cương được đặt trên vương miện của vua Anh và viên kim cương lớn nhất thế giới được đặt trên vương miện của hoàng đế Nga đều được thu thập từ mỏ kim cương này. John, bất cứ khi nào bố nhớ lại câu chuyện này, bố không thể không thở dài cho Hafid. Nếu Hafid có thể ở lại quê nhà, tự mình cuốc ruộng làm vườn thay vì đi tìm ở bên ngoài, hắn sẽ không bị biến thành ăn mày, nghèo đói, thậm chí nhảy xuống biển để tự tử. Không phải câu chuyện nào cũng có ý nghĩa, nhưng câu chuyện Ả Rập này đã mang đến cho bố những bài học cuộc sống quý giá. Viên kim cương của con không nằm giữa núi xa hay biển cả. Nếu con quyết tâm đào, viên kim cương nằm ở sân sau của con. Điều quan trọng là phải tin tưởng vào bản thân một cách chân thành. Mỗi người đều có lý tưởng nhất định. Lý tưởng này quyết định phương hướng nỗ lực và phán đoán của người đó. Theo nghĩa này, bố nghĩ rằng những người không tin vào bản thân cũng giống như những tên trộm. Bởi bất cứ ai không tin vào bản thân và không sử dụng hết khả năng của mình đều có thể bị coi là kẻ cắp của chính họ. Và trong quá trình này, vì sự sáng tạo của hắn thấp nên hắn đang ăn cắp của xã hội. Tuy nhiên tội này rất nghiêm trọng, thiệt hại do nó gây ra cũng lớn như tội cố ý trộm cắp. Chỉ bằng việc tin tưởng vào bản thân, chúng ta mới có thể leo đến đỉnh cao.
Bố hy vọng rằng chàng trai trẻ ham làm giàu có thể suy nghĩ về những lời dạy chứa đựng trong đó. Bố yêu của con.